dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Vâng, nói đến thị trường Liên bang Nga thì chúng ta cũng biết rằng đây là thị trường đầu tư lớn thứ 3 của Việt Nam trong tổng số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ mà doanh nghiệp Việt Nam đã rót vốn ra nước ngoài. Và tuy nhiên thì trong bối cảnh đồng rúp mất giá nghiêm trọng như hiện nay thì một trong những thách thức khác được đặt ra đó là những cái tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp Việt Nam. Và để có những phân tích sâu hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ chuyên gia kinh tế Nguyễn Phinh Phong. Xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng thưa ông Phong, là với những biến động của đồng rúp như hiện nay thì nó sẽ có tác động chắc chắn là hai chiều đối với cả các doanh nghiệp Việt Nam, vừa là doanh nghiệp xuất khẩu vừa là những doanh nghiệp nhập khẩu. Bởi nếu như mà đồng rúp mà mất giá thì những doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Liên bang Nga sẽ rất là có lợi. Tuy nhiên đối với cả những cái doanh nghiệp mà chúng ta xuất khẩu đi thì đây lại là một bất lợi. Trong khi đó thì Việt Nam là chúng ta có một số lượng doanh nghiệp xuất khẩu nhiều hơn là nhập khẩu. Vậy thì trước những cái lo ngại này thì Việt Nam cần có những cái biện pháp gì để có thể cân bằng lợi ích giữa các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu ạ? Vâng, trước hết cần phải khẳng định rằng là Nga là một thị trường lớn và đầy triển vọng. Đồng rúp Nga về cơ bản là đồng tiền ổn định, gắn liền với cái sức mạnh của nền kinh tế Nga nội tại. Còn sự biến động của đồng rúp nó chỉ gắn với những yếu tố chính trị, những nhân tố mang nhất thời điểm, đặc biệt là tháng gần đây do gắn liền với những cái căng thẳng gắn với Ukraine, với Crimea, với Mỹ và với một số các nước khác. Cho nên nó tạo ra những biến động khá bất thường, lên nhanh, xuống nhanh. Trong cái bối cảnh như vậy, chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp nên chủ động có một loạt các cái chính sách cần thiết. Trước hết là nên trực tiếp trao đổi với các cái đối tác về những cái thỏa thuận điều chỉnh linh hoạt cái giá thanh toán theo cái mức lạm phát của mỗi nước, đặc biệt là theo cái mức mất giá của đồng rúp Nga trong những cái thời điểm, để cho nó tạo ra một cái sự bù trừ cân đối. Thứ hai nữa là có thể tính toán thông qua cái giá đồng đô la Mỹ hoặc một cái rổ ngoại tệ mà hai bên cùng lựa chọn. Và cái thứ ba là có thể căn cứ vào giá vàng, và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là bắt đầu từ tháng 4 năm nay ấy, là chính phủ Nga đang có chủ trương xây dựng đồng rúp vàng Nga để làm cái công cụ thanh toán chính thay cho đồng đô la và các đồng tiền khác. Như vậy rõ ràng đây là một cái cơ hội để các doanh nghiệp Việt có thể căn cứ vào đồng rúp Nga, đồng rúp vàng Nga được đảm bảo bởi cái dự trữ ngoại tệ vàng của Nga đó, để từ đó có được một cái sự ổn định về mặt giá trị. Đây là một trong những cái điểm tôi cho rằng rất là quan trọng. Bên cạnh đấy ấy, thì là nên có những cái thực hiện những cái biện pháp về quyền chọn, rồi những cái giải pháp về bảo hiểm, về tỷ giá, đặc biệt là những cái thỏa thuận trực tiếp với các đối tác trên cơ sở ký hợp đồng dài hạn, thì đấy chính là những cái rất là cơ bản để giúp cho các cái doanh nghiệp giảm thiểu được những cái gọi là thiệt hại trong cái quá trình mà đồng rúp giảm giá. Cũng như ông vừa nói thì hiện nay ngân hàng nhà nước của cả phía Việt Nam và ngân hàng nhà nước của cả phía Liên bang Nga thì cũng đã có những cái đàm phán để đưa ra được những cái cơ chế thanh toán chung bằng cái đồng tiền nội tệ của hai nước. Vậy thì theo ông thì cái cơ chế thanh toán như thế này thì nó sẽ có ảnh hưởng như nào đối với cả doanh nghiệp của Việt Nam? Chắc chắn đây là một cái cơ hội tốt. Chúng ta thấy rằng là trong lịch sử chúng ta đã từng cùng với Liên Xô, Việt Nam, Liên Xô và khối Séc đã sử dụng đồng rúp vàng của Liên Xô thời đó. Và trên thực tế thì cũng đã có một số những cơ chế thanh toán giữa hai nước bằng đồng nội tệ. Và hiện nay cái mức thanh toán của nó chiếm khoảng 1,5% cái tổng giao dịch. Tuy nhiên không phải đáng kể lắm. Và hiện nay hai bên đang có những đàm phán. Cụ thể là ngân hàng của Nga và ngân hàng BIDV Việt Nam đã ký những thỏa thuận về nguyên tắc để xây dựng cái hạ tầng thanh toán và cái quy chế, cơ chế quy đổi thì hiện nay đang được thương lượng giữa hai ngân hàng trung ương hai bên. Chúng tôi tin rằng khi đã được xác lập và xác lập một cách nó thỏa đáng thì đây sẽ là cái cơ chế chính thống và là cái nền tảng để các doanh nghiệp dựa vào đó có thêm những sự linh hoạt trong vấn đề trao đổi về cái cơ chế tỷ giá cũng như là cái cơ chế đảm bảo thanh toán chính thống qua hệ thống ngân hàng, và từ đó đảm bảo cả sự ổn định tỷ giá, cả sự ổn định về thanh toán có bảo đảm, có bảo hiểm, tránh tất cả những cái thanh toán rủi ro ngoài ngân hàng hoặc những thanh toán mang tính chất gọi là thiếu những cái hợp đồng lâu dài chính thống. Thì đấy là những điểm chúng tôi cho rằng là rất cần thiết. Và khi mà có cái sự cơ chế được ổn định ấy, chúng tôi tin rằng ấy, đây sẽ là một cái phương tiện tốt để mà thúc đẩy cái quy mô hợp tác, thúc đẩy cái sự đa dạng trong đối tượng hợp tác cũng như gia tăng các cái lĩnh vực hợp tác, kể cả những doanh nghiệp nhỏ chưa xuất khẩu đi bao giờ, đi ra các nước khác không có ngoại tệ cũng có thể làm ăn với nhau để sử dụng đồng nội tệ trên cơ sở cái quy chế mà hai ngân hàng sẽ thỏa thuận trong tháng tới. Rồi bên cạnh đấy nó cũng giúp cho tạo chuỗi liên kết giữa Việt Nam và Nga trong một cái chuỗi cung ứng để xuất khẩu sang nhau hoặc sang nước thứ ba.
và không phải dùng đến ngoại tệ khác. Nó giảm thiểu các cái chi phí về về rủi ro ngoại tệ cũng như các chi phí gắn liền với việc quy đổi thông qua ngoại tệ thứ ba. Đấy là những cái cơ hội chúng tôi cho rằng là đây mới là cái cơ bản. Còn những cái rủi ro trước mắt chỉ là tạm thời. Và nên lấy cái lợi ích cơ bản để là cái nền tảng và là cái mà chúng ta có thể mềm dẻo trong thương lượng để từ đó có được những đối tác lớn, đặc biệt là những hợp đồng lớn. Và trong hoàn cảnh nữa, chúng tôi tin rằng là cái biện pháp xuất khẩu trực tiếp lao động, vốn, nhà máy kiểu như FDI trực tiếp đó, sang Nga là một trong những giải pháp cực kỳ tốt để chúng ta tranh thủ cái cơ hội mà đồng rút Nga giảm giá và chúng ta xuất khẩu được lao động trực tiếp, xuất khẩu được hàng trực tiếp, xuất khẩu được công nghệ và tất cả những cái hoạt động để từ đó tạo ra được một cái cộng đồng người Việt ở Nga chính thức, chính thống và được hoan nghênh. Và đấy sẽ là một trong những cơ hội lớn và lâu dài toàn diện cho các hoạt động của kinh tế Việt Nam. Vâng. Với những cái phân tích như vừa rồi và với những cái biện pháp mà chúng ta có thể chủ động được như vậy thì chắc chắn là cái thị trường xuất khẩu của phía Việt Nam sang Liên bang Nga cũng không quá lo ngại. Và thêm một điều nữa là chúng ta cũng phải có những cái biện pháp để công tác dự báo trước những cái biến động của đồng tiền như này để tránh những cái tổn hại cho các doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu đi các nước. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.